bèo, cái bèo. Cái bèo nó nuốt con cá trong đó đó, nó ngậm con cá trong đó đó. Khi mà nó ăn ăn cá nó ngậm cá trong đó đó. Cái đó là cái họng của nó đó nha, cái họng nó chứa trong đó đó, nó chứa trong đó xong rồi nó mới nuốt. Nó ngậm nó mới nuốt. Nó ngậm rồi vô, cá nó chết nó nuốt rồi. Ừ, nó chứa cá trong đó đó. Hay vậy là con rắn. Nó có con cá đâu, nó ăn đâu mà. Nó đang thở học 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 đó thấy không? Cái mỏ nó sừng ha. Mỏ nó dài ha. Đi đi. Sao bà biết nó đang thở? Nó thở đó, thở phập 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 đó. Thôi anh đi, đi tiếp bà. Con trẻ giống như con công vậy đó. Cái con kia kìa, cái con dài ghê luôn á. Đuôi dài giống như con công vậy đó. Nhưng mà nó không có đẹp bằng công. Dài chắc là con đực. Ừ, đực đúng rồi, đực. Mấy con dây, mấy con chim nữa, mấy con thú rồi con đực đẹp hơn con cái. Còn à. Loài người thì mẹ thì phụ nữ đẹp hơn người nam. Đúng rồi. Mình đi từ từ thôi. Để đó cho phối. Đây là con rô núi vàng. Cái gì? Con rùa núi vàng. Cái gì? Con rùa núi đâu? Đâu thấy rùa đâu, này thấy chim mà. Thấy con này con có cánh biết bay không à? Thôi bay đi tiếp ba. Ồ. Ồ, gốc cây. Gốc cây đẹp quá. Cái này cái gì? Cái này cái gì Khang? Coi cái tên nó cái gì? Cây đa gáo. Cây đa gáo. Ai mà xấu tính quá vậy? Ờ, viết tụi bậy tụi bạ lên đó. À, nhiều chim quá. Mình đi tới chỗ này. Tới cái hồ đó. À. Mình chỉ cần qua bên kia là cái tùng nè, cái này cái tùng nè. Cái tùng này tên chú Út nè. Thấy cái tùng chưa? Cái tùng đó. Thôi ba đi, bây giờ con quên em theo cái kính à. Không chói. À. Cái chỗ mát cái này không chịu tìm, cái chỗ nắng rồi kêu tìm. Đi tìm chỗ mát đi. Thì gốc cây nè mát nè, chỗ này mát nè. Ừ. Rồi ngồi đây nè, đây mát nè. Ngồi đây mát nè. Hai bên kia mát hơn, bên kia mát hơn.
Nè, lại ngồi giống cái cây này mát nè. Đó, lại ngồi cho đó kìa, mát kìa.